Hey, xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã trở lại với kênh Anti Channel. Và hôm nay chúng ta vẫn đến với cuộc đua Harris nha các bạn. Hiện tại mình đang nằm ở lab 5 và làm sao để lên lab đây? Làm sao? Ok, cách để lên lab đó chính là chúng ta sẽ cho một cái con dragon để ăn. Ở đây mình sẽ cho cái bé tiểu thư cao tiểu thư luôn. Con này nhìn nó cao dễ sợ, chân dài tới nát lên phần. Wow, level 27 rồi các bạn à. Thôi cho nó ăn vừa vừa thôi, chờ thức ăn cho con khác chứ. Nó ăn không mà mình muốn sạc nghẹp luôn ấy. Wow, rất là đẹp với đôi cánh thiên thần luôn. Mà nhìn cái mặt như ác quỷ. Rồi, chúng ta đã hoàn thành được nhiệm vụ đó. Bây giờ là tới chiến đấu trong khu vực Lich và bông. Bông này là các bạn phải nở những cái quả trứng trong đây ra. Chẳng hạn như con này. Đây, kiếm cái dùng đất hệ nước nào đó. Thả chú ấy vào là sẽ xong nhiệm vụ thôi. Rất đơn giản. Đây là nhà nước nè. Mo cho nó chỗ khác. Nhưng mà không có chỗ để nó đi. Dễ sợ thiệt. Rồi, đã có chỗ rồi đây các bạn. Cách để vượt qua đó chính là lôi nó ra. Bỏ nó vào đây. Một chiếc bông đã được xuất hiện. Ok, và một bé yêu đã được ra đời. Cho bé lên level xíu luôn nghe, để mà mình còn có thể nhìn thấy nó. Chứ hiện tại là đang có tỷ số là 356 con dragon trên cái hòn đảo nhỏ bé của mình. Quá nhiều đến mức mà mình có thể là không nhìn thấy nổi em ấy. Bây giờ chúng ta sẽ vào cái khu vực list và làm nhiệm vụ luôn nghe. Sẵn mình review nhẹ cái bé cao tiểu thư, một trong những con Harris vô cùng đình đám và sức mạnh ghê gớm luôn. Ấy, mới vào lại gặp cái cô nàng siêu nhân rồi. Đây là một trong những cái em gọi là siêu nhân rất là mạnh mẽ. Gọi là nó có số luôn ấy. Level 35 còn mình 28. Cao tiểu thư vừa tung bọt khí các bạn à. Hạ được một em rồi. Wow, chưa có cái chữ nào luôn, trắng xác luôn. Ca này hơi căng, để mình nhờ Châu Mũi Khoan đi ha. Giữ danh bình tĩnh nào. Wow, tay bạn đang còn 10.000 nghe. 10.000 tới luôn. Đây là Heroic nha các bạn, không phải dạng vừa đâu. Nó thuộc dạng siêu mạnh mạnh luôn ấy. Rồi, hy sinh. Nhưng mà bé bốn mùa của mình vẫn còn ở đây. Tiếp theo sẽ đại chiến với trâu mập. Cái con trâu này nó đã có từ rất là lâu rồi. Tuyệt chiêu béo mua 59 này chúng ta vẫn không đủ để nó hạ. Đôi khi mình không hiểu tại sao mà con bốn mùa này lúc thì nó đam lên 60-70 luôn, lúc đó thì đam 50 à đúng rồi. Vì cái tầm của nó các bạn, cái tầm của nó là legend, nhưng mà nó đấu với Heroic đó là sức đam của nó sẽ bị giảm xuống đáng kể. Nhưng mà nếu như mà nó đấu với những con mà dưới cơ nó, chẳng hạn như là legend hay là legend bằng cấp với nó, cấp E rồi cấp R, VR, thì sức đam của nó sẽ được tăng một cách gọi là kinh khủng luôn. Wow, và ở đây mình sẽ đại chiến với cái anh Heroic một sao này. Ủa, nó giỏi có hai cái thôi muốn hết cây máu luôn vậy đó hà. Căng dễ sợ. Ây cha, có cần phải hổ báo vậy không? Thiếu nghe, chắc có lẽ là mình sẽ cho con này cái đi. Nó mà đam với mình là coi như tắt thở luôn á. 22 thấy chưa? Nếu như mà nó đam lên nó là tới 44 là các bạn hiểu rồi đó, mình là văn dách luôn. Nhưng mà hơn cái là nó không có đam. Rồi, nhà bé bốn mùa vậy nghe. Đây, thể hiện sức mạnh xíu nè. Ây cha, bốn mùa bị hy sinh rồi. Và lần này chúng ta sẽ nhờ đến cao tiểu thư. Tiếp chiêu rất dễ sợ không. Rồi, trâu mũi khoan sẽ làm được điều gì đó thú vị ở đây. Ây cha, trận này đấu không lại luôn các bạn à. Mình quá gắt. Và anh em ơi, ai mà chưa đăng ký kênh Anti Channel thì nhớ cho mình một đăng ký kênh nha. Và mở thông báo hình ký chuông lên nha mọi người, để khi mà Anti ra video thì các bạn sẽ nhận được thông báo và vào chơi mình cho vui nghe.
bạn nào không nhận được thông báo thì vào lúc 11 giờ trưa và 5 giờ chiều là hai khung giờ mình ra những cái tập mới. Anh em chỉ cần lên YouTube gọi HNT thôi là sẽ có những cái tập mới nha. Bây giờ thì đến với cái tiết mục biểu diễn tiếp theo, lần này sẽ đấu với Chiến binh Băng với một cái đôi cánh vô cùng to và bự luôn. 19 nghe. Bởi vì Tiểu Thư đang được ram luôn, nhưng mà mình không tự tin lắm về cái cô nàng này. Cô nàng này dù sao mới level 28 mà chưa có chữ nào hết. Nó đánh thì mình cũng thấy run dễ sợ. À nhưng mà thử đi ha, dù sao là Heroic mà. Chiến luôn. 22.000 các bạn à. Thật là bất ngờ luôn. Cáo Tiểu Thư của chúng ta đam lên tới 22k trong khi là chưa có chữ nào trong tay. Wow, tiếp tục đại chiến với Fernando, 47 luôn. Ù là la. Mấy con này gắt dễ sợ. Đây, Alexander. Rồi, nhẹ nhẹ hen. 82.000 máu và một sao. Còn là những anh đại không. Rồi, làm sao với 30.000 đây. 30.000 là mình biết là mình cưa một cái là không đổ rồi. Con này là phải cưa nữa hai cái. Chà chà, Cao Tiểu Thư tung chiêu luôn hen. Đó, Cao Tiểu Thư mà ra chiêu coi như là xác định liền. Victory. Ồ, 5 tiếng nữa chúng ta mới có thể đại chiến tiếp tục các bạn. Vậy thôi, bây giờ anh em chúng ta sẽ cùng nhau xem cái cuộc đua này nào. Lướt luôn đi. Lướt. Đây, hút hàng trong đây luôn. À, lần này thì cho robot hủy diệt một trong những con rất là ghê gớm. Đó, tiệt chiêu quá đỉnh rồi. Hai sao làm ít thi nữa cho nên bé này rất là ghê rồi. Ở đây thì 10 cái này chúng ta còn phải đi thu hoạch những cái búp nha. Đây, đó, những cái búp đã bắt đầu xuất hiện. Cứ việc thông thả từ từ luôn. Đâu rồi, 79, còn thiếu 8 cái nữa. Hay bây giờ mọi người ơi, chúng ta sẽ vào xem cái sự kiện mới của mình như thế nào rồi. Wow, để kiếm được điểm cho sự kiện anh em có thể vào xem TV. Đây, quảng cáo và nhận được coi. Đó, cứ thoải mái hen. Rồi, bây giờ thì chúng ta sẽ vào cái khu vực Arena ha, quậy nhẹ cho vui. Nhưng mà vào khu vực này thì phải mang thêm mấy anh chị đại bự bự rồi ra để đấu cho nó máu. Né con này cái đi. Ồ, xuống sát luôn. Như các bạn đang trông thấy, Kingler level 36. Rồi, đang chơi với Baby Tiểu Thư kìa. Bây giờ mình sẽ chiêu ghẹo nó một chút xíu ha. Con này nó có ba cái đầu rồng luôn. À, nhìn cưng quá hả. Rồi, tới với cô nàng mặc váy, chiếc váy màu xanh. Ây cha, bái bi tiểu thư của mình sai lầm rồi. Tắt, ô hên quá cơ. Cứ nghĩ đâu là bị dập ánh sáng rồi, chứ ai ngờ đâu là vẫn còn. Wow, rung dễ sợ luôn. Ây cha, thành viên Ludo hả? Lúc nãy bái bi tiểu thư mình nghĩ đâu là nó hy sinh rồi ấy. Nhưng mà rất là hên là nó vẫn còn. Lên dẻ. Đó, ba em này đều là Mithy hết nha các bạn. Có cái huy hiệu trên vai nè. Rồi, chúng ta sẽ mở thử cái rương này coi nó cho mình cái gì. Cho cái gì đây men? Có bốn mảnh hả? Cho cái gì mà bèo như con mèo vậy? Le gần. Wow, trận này cái bộ căng não đây. Đội hình tên bạn cực kỳ đẹp luôn. Oh, con gì mà đang thui thùi lùi này các bạn. Nó đang như than luôn ấy. Ây cha, 32k và tên bạn còn tới 34 lần. Nhây thêm một cái nữa luôn. Vẫn không đủ. Thôi chạy vô thôi. Em này le gành nhưng mà nó cũng, trời ơi công nhận nó cưa hai con của tên mình hết máu luôn mà nó vẫn chưa chết. Thấy ghê thiệt.
Wow, lại được đam nữa. Đâu cần chôn với mình vậy. Mình không có được đam với bạn luôn, nhưng mà mình gõ hai cái là bạn sẽ tắt thở nè. Wow, con này đẹp phết luôn ấy. Hay, miếp thi một sao các bạn. Không thể tin được. Sao mình lại gặp nhau ở đây nhỉ? Oh my god, đắc nai. Mình không cầm cự nổi các bạn à. Con này quá mạnh. Miếp thi một sao level 40, trong khi là hai thành viên này đã cưa máu mình muốn hết rồi. Wow, và các bạn ơi, anh em nào mà chưa đăng ký kênh HNT Channel thì nhớ bấm đăng ký nha. Còn bây giờ thì video cũng khá dài rồi, mình xin gửi lời cảm ơn chân thành đến mọi người các bạn đã theo dõi. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo nha.